Em Hà xin chào mừng các bác đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Hà Giảm Cân, nơi chia sẻ những kiến thức về giảm cân và sống khỏe. Video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói về chủ đề là sữa chua. Sữa chua được biết đến là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Trong sữa chua thì sẽ chứa nhiều vitamin và những cái loại muối khoáng như là canxi, phốt pho, magie. Tuy nhiên, nhắc đến sữa chua thì ta thường nghĩ ngay đến những cái vi khuẩn có lợi bên trong cái hộp sữa chua. Trung bình, một hộp sữa chua sẽ cung cấp cho chúng ta từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ lợi khuẩn. Và ta thường được nghe nói là những cái lợi khuẩn trong sữa chua sẽ tốt cho đường ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh hơn, cũng như là phòng tránh tình trạng táo bón. Thế nhưng, trên thực tế, điều này có thực sự đúng hay không? Việc ăn sữa chua hàng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe đường ruột của chúng ta hay không? Thì video hôm nay, hãy cùng em Hà phân tích kỹ hơn về những cái lợi khuẩn có mặt trong sữa chua, các bạn nhé. Hiện tại thì trên tay em Hà đây đang là một hộp sữa chua dạng ăn và một lốc sữa chua dạng uống đang được rất nhiều người chúng ta tiêu dùng hàng ngày. Và theo như công bố của nhà sản xuất thì bên trong một cái hộp sữa chua bé tí như thế này cung cấp cho chúng ta là từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ lợi khuẩn. Con số rất là lớn phải không các bác? Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những cái lợi khuẩn bên trong cái hộp sữa chua này có thể an toàn đi đến đường ruột của chúng ta hay không? Và nếu như chúng đến được đường ruột thì chúng có đem lại những cái lợi ích cho sức khỏe đường ruột của chúng ta hay không? Thì theo như những thông tin mà em Hà thu thập được thì câu trả lời là con số 0 tròn trĩnh các bác ạ. Tại vì sao lại như vậy? Những cái vi khuẩn có lợi trong sữa chua muốn đến được đường ruột thì chúng phải đi qua một cái tầng an ninh vô cùng chặt chẽ của cơ thể, đấy chính là axit dạ dày. Và theo như khoa học công bố thì cho đến ngày nay hầu hết các cái loại vi khuẩn sẽ không thể tồn tại và sống sót trong môi trường axit đậm đặc của dạ dày con người. 99% vi khuẩn từ bên ngoài khi đi vào cơ thể, khi đi vào dạ dày của chúng ta sẽ bị môi trường axit dạ dày của chúng ta tiêu hóa ngay. Đây là cơ chế giúp cho cơ thể của chúng ta phòng tránh sự tấn công của những cái vi khuẩn từ bên ngoài vào. Thế nhưng điều hạn chế ở đây là chúng không chỉ tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại mà đồng thời chúng cũng tiêu diệt luôn cả những cái vi khuẩn có lợi. Nên là những cái vi khuẩn có lợi ở bên trong sữa chua mà muốn an toàn, dễ dàng đi xuống đường ruột của chúng ta được ấy, thì gần như là không là điều bất khả thi các bạn, không thể làm được như vậy. Thế cho nên hiện nay các nhà sản xuất đã tìm cách họ tạo một cái màng bọc bên ngoài những cái con lợi khuẩn để giúp cho các cái lợi khuẩn không bị môi trường axit dạ dày của chúng ta tiêu hóa và có thể an toàn đi xuống đường ruột của chúng ta. Ví dụ như là cái lốc sữa chua uống như này thì nhà sản xuất có công bố là được làm từ khoảng 104 tỷ lợi khuẩn. Thế trong 4 hộp sữa chua này thì cung cấp là khoảng 104 tỷ lợi khuẩn các bác nhá. Và nhà sản xuất có chia sẻ là có khả năng sống sót qua dạ dày tới được ruột non và ruột già của chúng ta. Đó. Hiện nay thì các nhà sản xuất đã tìm cách là tạo cái màng bọc cho những cái con lợi khuẩn để chúng có thể an toàn đi đến đường ruột của chúng ta. Thế nhưng tiếp tục câu hỏi đặt ra là chúng đến được đường ruột của chúng ta rồi thì liệu chúng có đem lại những cái lợi ích cho sức khỏe đường ruột của chúng ta hay không? Thì theo như bác sĩ Hiromi Shinya, một bác sĩ rất nổi tiếng người Nhật, thì ông có chia sẻ rằng trong hơn 300.000 bệnh nhân mà ông có thăm khám và điều trị những cái vấn đề về dạ dày và đường ruột thì ông chưa gặp bất kỳ bệnh nhân nào mà có đường ruột khỏe mạnh nhờ việc ăn sữa chua mỗi ngày các bác ạ. Nghe rất là vô lý phải không các bác? Vì thường là mình ăn sữa chua mình sẽ thấy là mình đi tiêu nhẹ nhàng hơn, không còn bị tình trạng táo bón nữa. Thế nhưng vị bác sĩ này chia sẻ rằng khi mà chúng ta ăn sữa chua, ta sẽ bị bệnh trạng là tiêu chảy nhẹ. Và mình nhầm tưởng rằng cái vấn đề tiêu chảy nhẹ này là mình sẽ chữa được vấn đề táo bón. Thế nhưng mà trên thực tế thì đấy là do mình bị tình trạng là tiêu chảy nhẹ, nên là việc mình đi tiêu mình thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng trên thực tế điều này nó lại không tốt cho sức khỏe đường ruột của chúng ta, các bạn nhầm. Và cá nhân em Hà thấy chia sẻ của bác sĩ Hiromi Shinya khá là hợp lý. Bởi vì những thời điểm mà em ăn sữa chua nhiều thì đúng là mình đi tiêu nhẹ nhàng hơn, không còn bị táo bón. Thế nhưng mà chất lượng phân thì nó cũng không thực sự tốt các bạn. Khi mình đi tiêu thì mình thấy là đi đại tiện nó dễ dàng hơn, nhưng mà phân thì là phân lỏng, giống như bác sĩ có chia sẻ ở trên, đấy là mình bị tình trạng là tiêu chảy nhẹ. Và bác sĩ cũng khẳng định rằng ăn sữa chua thường xuyên, ăn sữa chua hàng ngày, nó chắc chắn nó sẽ không tốt cho sức khỏe đường ruột của chúng ta. Cụ thể là ta sẽ bị tình trạng là tiêu chảy này, và chúng ta khi mà chúng ta đi đại tiện hay là chúng ta xì hơi trung tiện đi các bác thì mình sẽ thấy cái mùi hôi rất là khó chịu. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sức khỏe đường ruột của chúng ta đang bị tổn thương vì chúng ta ăn sữa chua quá nhiều. Vậy nếu như mà mình không ăn sữa chua thì làm như thế nào để sức khỏe đường ruột của chúng ta tốt hơn, hệ khuẩn đường ruột của chúng ta khỏe mạnh hơn?
thì giải pháp cũng rất là đơn giản thôi các bác. Thay vì là mình bổ sung thêm viện binh từ bên ngoài vào thì mình hãy tìm cách làm như thế nào cho những cái chiến binh hiện có trong đường ruột của chúng ta nó khỏe mạnh hơn, nó thiện chiến hơn. Thì để giúp cho hệ khuẩn đường ruột của chúng ta khỏe mạnh thì cách đơn giản nhất đấy chính là các bác hãy bổ sung nhiều chất xơ trong bữa ăn hàng ngày. Ví dụ như các cái loại rau xanh này, các cái loại hoa quả trái cây giàu chất xơ, các loại ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt họ đậu. Thì đây là những cái loại thực phẩm rất là yêu thích của hệ khuẩn đường ruột của chúng ta. Việc mà các bác bổ sung nhiều những cái loại thực phẩm giàu chất xơ mà em Hà có chia sẻ ở trên chắc chắn sẽ giúp cho các bác có một cái hệ khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Nhờ đó sẽ giúp đường ruột của chúng ta tiêu hóa tốt hơn, cũng như giúp cho chúng ta phòng tránh nguy cơ những cái vấn đề táo bón hay là đau bụng đi ngoài rất là hiệu quả các bác nhá. Và như vậy em Hà vừa chia sẻ đến các bác những cái thông tin về lợi khuẩn trong sữa chua. Liệu rằng việc ăn sữa chua có thực sự tốt cho sức khỏe của chúng ta hay không? Các bác có thể tham khảo. Và nếu như các bác thấy nội dung trong video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.